Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 2. Ta trao cho ngươi sức mạnh. Món quà Chúa ban cho con người là sức mạnh, quyền năng và quyền thống trị trên mọi tạo vật, tâm trí, cơ thể và công việc của anh ta. Mọi bất hạnh đều đến từ việc thiếu sức mạnh. Con người tưởng tượng mình yếu đuối và là nạn nhân của hoàn cảnh, cho rằng những điều kiện mà mình không thể kiểm soát được đã gây ra thất bại cho mình. Bản thân con người thực sự là nạn nhân của hoàn cảnh, nhưng được liên kết với quyền năng của Chúa, mọi thứ đều có thể. Thông qua kiến thức về siêu hình, chúng ta đang khám phá cách thực hiện điều này. Bằng lời nói của bạn, bạn liên hệ với sức mạnh này. Sau đó thật kỳ diệu, mọi gánh nặng đều được dỡ bỏ và mọi trận chiến đều thắng lợi. Sự sống và cái chết là ở quyền năng của đầu lưỡi. Hãy cẩn thận lời nói của bạn với tất cả sự siêng năng. Bạn đang liên tục gặt hái những thành quả từ lời nói của mình. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Sách Khải Huyền, chương 2, mục 26. Vượt qua có nghĩa là chinh phục mọi nghi ngờ, sợ hãi và những rung động tiêu cực. Một người có hòa bình hoàn hảo và lĩnh đạc hoàn hảo, tràn đầy tình yêu và thiện chí, có thể làm tan biến mọi rung động tiêu cực. Chúng sẽ tan chảy như tuyết dưới ánh nắng mặt trời. Chúa Giêsu đã nói: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Sách Matthew, chương 28, mục 8. Chúng ta hãy tạ ơn vì điều này sắp xảy ra, bởi vì cái ác là không có thật và không để lại vết nhơ. Quyền năng của Chúa này ở bên trong bạn, tâm trí siêu thức. Đó là lãnh vực của nguồn cảm hứng, sự mặc khải và sự soi sáng. Đó là vương quốc của phép màu và những điều kỳ diệu. Những thay đổi nhanh chóng và dường như không thể xảy ra đối với bạn tốt đẹp, một cánh cửa mở ra ở nơi không có cánh cửa. Nguồn cung xuất hiện từ những kênh ẩn giấu và bất ngờ, bởi vì Chúa có những khí giới mà bạn không biết tới. Để làm việc với quyền năng của Chúa, bạn phải nhường đường cho nó và vẫn giữ được lý trí. Ngay khi bạn hỏi, trí tuệ vô hạn sẽ biết cách đáp ứng. Phần của con người là vui mừng, tạ ơn và hành động đức tin của mình. Một người phụ nữ nổi tiếng ở Anh đã kể về trải nghiệm này. Bà đang cầu xin với cảm xúc mãnh liệt về một sự nhận biết về Chúa. Những lời này đến với bà ấy: hãy hành động như thể tôi là vậy và tôi là vậy. Đó chính xác là những gì tôi nói đi nói lại. Chỉ có niềm tin tích cực mới gây ấn tượng với tiềm thức, và trừ khi bạn gây ấn tượng với tiềm thức thì mới có kết quả. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một ví dụ để bạn thấy luật này hoạt động như thế nào. Một người phụ nữ đến với tôi với mong muốn sâu sắc nhất là cuộc hôn nhân đúng đắn và ngôi nhà hạnh phúc. Cô rất thích một người đàn ông nào đó, nhưng anh ta lại là người khó tính nhất. Sau khi dành cho cô mọi sự quan tâm và tận tâm, anh ta đột nhiên thay đổi và rời bỏ cuộc đời cô. Cô không vui, bực bội và chán nản. Tôi nói: bây giờ là lúc chuẩn bị cho ngôi nhà hạnh phúc của bạn. Hãy mua những món đồ nhỏ đó cho nó, như thể bạn không có một phút rảnh rỗi. Cô bắt đầu khá hứng thú với việc mua sắm cho ngôi nhà hạnh phúc của mình, khi mọi vẻ bề ngoài đều phản đối điều đó. Bây giờ tôi nói: bạn sẽ phải hoàn thiện bản thân trong hoàn cảnh này và trở nên miễn nhiễm với mọi oán giận và bất hạnh. Tôi đưa cho cô ấy lời tuyên bố: bây giờ tôi miễn nhiễm với mọi tổn thương và oán giận. Sự lĩnh đạt của tôi được xây dựng trên một nền tảng vững chắc, Chúa bên trong. Tôi nói: khi bạn miễn nhiễm với mọi tổn thương và oán giận, người đàn ông này sẽ được trao cho bạn hoặc người tương đương của anh ta. Phải mất nhiều tháng, một buổi tối, cô đến gặp tôi và nói: tôi chỉ có tình cảm tốt đẹp và thân thiện nhất với người đàn ông này. Nếu anh ấy không phải là sự lựa chọn của Thánh Linh, tôi sẽ hạnh phúc nếu không có anh ta. Không lâu sau, cô tình cờ gặp được người đàn ông đó. Anh ấy rất hối hận vì cách hành động của mình. Anh cầu xin cô tha thứ cho anh. Không lâu sau, họ kết hôn và một mái ấm hạnh phúc hình thành. Nó đã tự xây dựng xung quanh đức tin năng động của cô. Kẻ thù duy nhất của bạn là ở bên trong chính bạn. Kẻ thù của người phụ nữ này là tổn thương và căm phẫn. Chúng thực sự là con rắn và bọ cạp. Nhiều sinh mạng đã bị hủy hoại bởi hai kẻ thù này.
được liên kết với quyền năng của Chúa, mọi sự chống đối đều biến mất khỏi cuộc đời người phụ nữ này. Không gì có thể làm tổn thương cô ấy được. Hãy nghĩ xem, điều đó có nghĩa là gì? Để có một cuộc sống thoát khỏi mọi trải nghiệm bất hạnh, nó được thực hiện thông qua việc tiếp xúc có ý thức với quyền năng của Chúa mọi lúc. Nhiều lần trong Kinh Thánh, từ quyền năng được nhắc đến. Hãy nhớ lại Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực hoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 8, mục 18. Người có ý thức giàu có sẽ thu hút sự giàu có, người có ý thức thiếu thốn sẽ thu hút sự nghèo đói. Tôi đã thấy những người trong chân lý này thoát khỏi sự thiếu thốn và hạn chế bằng cách liên kết với sức mạnh của Chúa bên trong, không phụ thuộc vào bên ngoài. Niềm tin vào Chúa mang lại cho bạn sức mạnh không thể cưỡng lại, vì chỉ có trí tuệ tối cao này mới biết con đường viên mãn. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Sách Thi Thiên, chương 37, mục 5. Tất cả những kiến thức về sự thật có thể mang lại cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là quyền năng duy nhất, một quyền năng, một sự hiện diện, một kế hoạch. Khi bạn có ý tưởng cố định rằng chỉ có một quyền năng duy nhất trong vũ trụ, quyền năng của Chúa, mọi hình dáng của cái ác sẽ biến mất khỏi thế giới của bạn. Để có được một giải pháp, chúng ta chỉ phải thừa nhận một quyền năng. Cái ác xuất phát từ sự tưởng tượng viển vông của chính con người. Rút hết sức mạnh khỏi cái ác thì nó sẽ bất lực trước sự tổn thương. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ cho thấy sự vận hành của luật. Tôi đang ở trong một nhà hàng với một người bạn và cô ấy đã làm đổ thứ gì đó lên váy của cô. Cô chắc chắn nó sẽ để lại vết bẩn. Tôi nói, chúng ta sẽ làm sạch nó. Tôi đã tuyên bố, cái ác là hư ảo và không để lại vết nhơ. Tôi nói, bây giờ đừng nhìn nữa, hãy để việc đó cho trí tuệ vô hạn. Trong khoảng một giờ, chúng tôi đã kiểm tra và không có một vết bẩn nào cả. Điều gì đúng trong việc nhỏ thì đúng trong việc lớn. Bạn có thể sử dụng câu nói này cho những bất hạnh hoặc sai lầm trong quá khứ, và bằng cách này hay cách khác, những ảnh hưởng sẽ biến mất, không để lại vết nhơ. Nhiều người đang sử dụng sức mạnh cá nhân thay vì sức mạnh của Chúa. Điều này luôn gây ra phản ứng không vui. Quyền năng cá nhân có nghĩa là ép buộc ý chí cá nhân. Tôi sẽ lấy ví dụ về một người phụ nữ mà tôi đã biết từ lâu. Cô kết hôn với một người đàn ông làm việc trong một tờ báo và vẽ truyện tranh. Những bức vẽ của anh ấy đòi hỏi kiến thức về tiếng lóng mà anh ấy luôn sử dụng. Cô quyết định là anh nên trau dồi tâm hồn và đọc các tác phẩm kinh điển. Họ chuyển đến một thị trấn đại học để anh có thể học đại học. Cô nhất quyết đòi anh phải vào đại học. Lúc đầu anh ấy phản đối một chút, sau đó anh dần dần thích nó. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã chìm đắm trong những tác phẩm kinh điển. Anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì ngoài Plato và Aristotle. Anh ấy muốn thức ăn được nấu theo cách họ nấu và ăn những món ăn đơn giản mà họ đã ăn. Cuối cùng, cuộc đời cô đã trở thành một cơn ác mộng. Sau đó, cô không bao giờ cố gắng thay đổi mọi người. Người duy nhất có thể thay đổi là chính bạn. Khi bạn thay đổi, tất cả các điều kiện xung quanh bạn sẽ thay đổi, con người sẽ thay đổi. Khi bạn không bị quấy rầy bởi một tình huống nào đó, nó sẽ rơi khỏi sức nặng của chính nó. Cuộc sống của bạn được hình dung bằng tổng thể những niềm tin trong tiềm thức. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn mang theo những điều kiện này. Và lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Sách Ê-phê-sô, chương 6, mục 10. Tôi được hỗ trợ bởi vô số quyền năng. Quyền năng có nghĩa là thống trị, và thống trị có nghĩa là kiểm soát. Con người kiểm soát các điều kiện bằng sự hiểu biết về luật tâm linh. Giả sử vấn đề của bạn là thiếu hoặc hạn chế, thì nhu cầu cấp thiết của bạn là cung cấp. Hãy liên kết với sức mạnh của Chúa bên trong và cảm ơn sự cung cấp ngay lập tức của bạn. Nếu bạn ở quá gần hoàn cảnh, nếu bạn đầy nghi ngờ và sợ hãi, hãy đến với một người cố vấn để được giúp đỡ, một người có thể nhìn rõ cho bạn. Một người đàn ông nói với tôi khi ở trung tâm sự thật ở Pittsburgh. Anh ấy đã nghe mọi người nói về tôi và anh ấy nói, Florence Corvensin là ai vậy?
Có người trả lời, ồ, bà ấy đã viết cuốn sách Trò chơi cuộc đời và cách chơi. Nếu bạn viết thư cho bà ấy sẽ mang đến cho bạn một điều kỳ diệu. Anh ấy nói rằng, anh ấy đã nhanh chóng viết thư cho tôi và nhận được một sự chỉ dẫn. Chúa Giêsu đã nói, quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Sách Matthew chương 18, mục 19. Đừng ngần ngại yêu cầu giúp đỡ nếu bạn không thể thấy rõ điều tốt của mình. Chúa Giêsu đã nhìn thấy rõ ràng những người được Ngài chữa lành. Ngài không bảo họ hãy tự chữa lành vết thương. Tất nhiên, bạn có thể đạt đến trạng thái không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Khi bạn có ý tưởng cố định rằng quyền năng của Chúa là quyền năng duy nhất và kế hoạch của Chúa là kế hoạch duy nhất. Chúng ta không thể nhận phước lành từ trí tuệ vô hạn, chúng phải được trao cho chúng ta. Phần của con người là trở thành người nhận và biết ơn. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Sách Luca chương 10, mục 19. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến đỗi các thú rừng. Sách Thi Thiên chương 8, mục 6, 7. Đây là ý tưởng của Chúa về con người, nhưng ý tưởng của con người về chính mình là một trong những hạn chế và thất bại. Chỉ trong một thời điểm quan trọng, con người mới dường như trỗi dậy quyền năng và sự thống trị. Phải đến khi gặp hoàn cảnh thiếu thốn, chúng ta mới chợt bộc lộ sức mạnh vốn đã được ban cho mình. Tôi biết có những người thường lo lắng và lo lắng muốn trở nên điềm tĩnh và mạnh mẽ khi đối mặt với một tình huống lớn. Trong trận này, các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Sách Sử Ký, quyển 2, chương 20, mục 17. Đứng yên lặng có nghĩa là giữ tư thế điềm tĩnh. Tôi nói với một người đàn ông đang căng thẳng và lo lắng, hãy bình tĩnh và nhìn xem sự cứu rỗi của Chúa. Anh ấy trả lời, ồ, điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Hầu hết mọi người đang cố gắng quá mức, họ mang gánh nặng của mình và chiến đấu trong các trận chiến của mình, và do đó luôn ở trong tình trạng hỗn loạn và không bao giờ đạt được điều mà chúng ta gọi là một sự hướng dẫn. Hãy đứng sang một bên và nhìn thấy sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta có thể diễn giải Kinh Thánh và nói, hãy nghe đây Israel, trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Sách Sử Ký, quyển 2, chương 20, mục 17. Đi theo con đường kỳ diệu của trực giác, bạn thoát khỏi mọi rắc rối và xích mích và đi thẳng vào sự dẫn lối của mình. Hãy nhớ rằng chúng ta được khuyên đừng coi thường những điều nhỏ nhặt. Thật là một sai lầm lớn khi nghĩ rằng bất cứ điều gì đều không quan trọng. Tôi đang đi đến một cửa hàng để mua hai món đồ. Gần chỗ tôi có hai cửa hàng, một cửa hàng đắt tiền và một cửa hàng nơi mọi thứ đều rẻ hơn một chút, nhưng các mặt hàng đều giống hệt nhau. Lý trí nói, hãy đến nơi rẻ tiền hơn, nhưng trực giác lại nói, hãy đến nơi đắt tiền. Tất nhiên là tôi đã đi theo con đường kỳ diệu đó. Tôi nói với nhân viên bán hàng những gì tôi muốn. Ông ấy nói, hai món hàng ngày nay được bán với giá một món vì họ đang quảng cáo một trong những sản phẩm đó. Vì vậy, trực giác đã dẫn tôi đến đúng nơi và giá cả. Chênh lệch giá chỉ khoảng 50 xu, nhưng trực giác luôn quan tâm đến lợi ích của chúng tôi. Nếu tôi cố gắng mua thứ gì đó rẻ, tôi sẽ đi đến cửa hàng khác và trả gấp đôi. Hãy học từ những điều nhỏ nhặt và bạn sẽ sẵn sàng giải quyết những điều lớn lao. Nghiên cứu kỹ Kinh Thánh, chúng ta thấy món quà Thiên Chúa ban cho con người là quyền năng. Sự vật và điều kiện tự động theo sau. Đức Chúa Trời ban cho con người sức mạnh để được khỏe mạnh. Ngài trao cho con người quyền năng đối với các yếu tố. Ngài ban cho con người sức mạnh để chữa lành bệnh tật và xua đuổi ma quỷ. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Sách Ê-sai chương 40, mục 31. Chúng ta nhận ra rằng sức mạnh bất khả chiến bại này nằm trong tầm tay
của tất cả mọi người. Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu. Vì thế, chúng ta thấy ngôi lời liên kết con người với quyền năng toàn năng. Trí tuệ tối cao này còn hơn cả việc dỡ bỏ mọi gánh nặng và chiến đấu trong mọi trận chiến. Trí tuệ tối cao này còn hơn cả việc bỏ lỡ mọi gánh nặng và chiến đấu trong mọi trận chiến. Tất cả quyền năng được trao cho tôi để mang thiên đường của tôi đến trái đất của tôi.